Cũng nhớ Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi Ngài Tề Siêu vào thuyết giảng. Dạ. Mến chào Sức Ba Nguyệt, cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Để Ngài vào giảng thì chúng ta không có mất thời gian. Dạ, Nhật Quỳnh một lần nữa kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô Bụt Tha, dạ. Nam mô Tham Ma, dạ. Nam mô Sang Kha, dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhasa. Ram ma cha lo ka ti ba ti sa ham ba ti ka ta na li an thi wa rang a ya cha tha san ti tha sat tap ba ra cham kha cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang sát tham ma phê rìm vi na yến cha ca yến su tan cha băng thăng a phi tham ma châm măng a cầu ta yến tô ta tu sát cha đăng đăng ba bồ tha nay dê ba ri sa dạ mạch chê. Ê quan sa hâm ba tê râm ma pha ga quan tăng a ya cha ta tuôn hi pha quê na tăng bút thô ca ruôn nhê na thì qua sa ya tán ha bút tha ya ba nê na mi ga đa dân ta tô ga tô bạn cha quát cha đa dơ nay dê a mang ba ye si tham ma to ta to ba phu ti sam bu tho a nu na tham ma de sa nang sa ba yi tha ba ri sa ya a ra sa ba yi tha ba ri sa ya a nu cam bam bi ca ta quê. Vô minh duyên của các hành cội căn dẫn dắt chúng sanh luân hồi biển trần khổ nổi trôi chìm đắm ma bị ngủ ma vài năm chuyển đi vậy nên tịch cầu đăng tự bi tạo thuyền bát nhã vớt tàu thuyền bát nhà trải đi vớt bìa đưa qua chốn tốt tươi yên tình bờ niết bàn chẳng dính trần ai a như đèn rọi suốt trong ngoài chiều tia sáng khắp các loài hân hoan pháp vi trong khai hoàng rầm rộ luật vị như đài cổ hoàng dương kính như dây buộc trên trường a luận như mặt trống vẹt đường vô minh tư diệu đế đó hình dụi trong giọng khua tan giấc mộng trần gian chúng sanh tất cả bốn ngàn a như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường a chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản phật nhân lời nhân chẳng dĩ hơi viết lòng mở đạo dạy đời a nhắm vương lộc gia nhân sang thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hù dư niết bàn
Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Ha Dạ, con thành kính đảnh lễ ngài Tỳ Siêu vừa quang lâm vào đạo tràng. Dạ, ngài vào đạo tràng, ngài có nghe được âm thanh của con, ngài đã được ổn định chưa? Ngài cho con xin một tín hiệu à. Dạ, kính lễ cô tu nữ Tịnh Lạc vì vào đạo tràng. Dạ, Nam mô Bụt Ha Dạ, dạ sa thú lành thai. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ ngài Tỳ Siêu từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Và kỳ rồi con nghe ngài nói là kỳ này sẽ phân tích loài tệ theo bốn thứ, và nếu con có sai thì ngài chỉ dạy cho con. Nhược bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng mic đến ngài ạ. Kasana thang varambutang hang putan jat thaman japanama misangkang. Để tưởng thành kính đánh lễ Đức Phật, đánh lễ giáo pháp, đánh lễ tăng chúng. Phật pháp tăng là ba nơi nương tựa cao quý của chúng sanh trong thế gian. Nguyện quy lực Phật pháp tăng xin hãy hộ trì đến toàn thể quý vị ở trong rừng pháp cú, mong cho tất cả từ sang vui tiến hóa. Kính thưa quý vị, thực ra thì hôm nay chúng tôi cũng không khỏe lắm. Nhưng mà vì phận sự trách nhiệm và nghĩ đến quý Phật tử chúng ta vào giờ này đang tập trung mong đợi nghe pháp, nên chúng tôi cố gắng vào để chia sẻ với quý vị. Suốt cả ngày làm việc ở bên ngoài, việc ăn uống ngủ nghỉ chúng tôi cũng giảm thiểu, cho nên nó đúng đủ sức. Ở trong trong bộ kinh Đức Phật ngài có dạy một điều: người tỳ kheo suy nghĩ nhiều về cái gì thì có sẽ có khuynh hướng về cái đó. Có thời gian trước chúng tôi thuyết pháp trong cái sự
nhập tâm, là bởi vì hàng ngày chúng tôi cứ soạn dịch kinh điển, cho nên tâm tư lúc nào cũng suy nghĩ về pháp. Trong khoảng thời gian từ đầu năm đến nay, như quý vị đã biết, là vì chúng tôi có cái trách nhiệm để tu sửa toàn bộ chùa Siêu Lý, ngôi chùa mà trước đây chúng tôi đã có cái quá trình 36 năm ở đó. Cho nên bây giờ mình bỏ thì ai làm đi? Mà khi tham dự, khi mà bắt đầu làm thì mỗi ngày sáng đi chiều về, sáng đi chiều về, chúng tôi lại phải suy nghĩ nhiều về cái vấn đề kiểu mẫu một thức xây dựng. Cho nên sức nó cũng kém, mà cái tâm lý thì nó cũng bị quá điện. Thành thử khi mà bầu rung thì pháp cho Phật tử, nếu như mà quý vị nghe mà quý vị có cảm thấy chán thì quý vị nói cho chúng tôi biết. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về cái học thân tịnh đạo trong cái phần phân loại tuệ, phân loại tuệ bốn thứ. Ở trong tiểu bộ kinh kinh Patisamvida Magga vô ngại giải đạo, phần một Panyakatha, Nyanakatha tức là phần nói về tuệ, thì bậc tướng quân chính pháp Sariputta ngài đã thuyết rất nhiều cái sự phân loại tuệ. Ở đây ngài Puttakosa, tác giả của Thanh Tịnh Đạo, thì ngài chỉ trích ra một số vấn đề thôi. Tuệ, nếu phần bốn thứ thì ngài chỉ có đề cập đến hai nhóm, nhóm thứ nhất bốn thứ tuệ là tuệ tri khổ, đức khi gia năng, tuệ tri khổ tập, đức khi samudaya gia năng, tuệ tri khổ diệt, đục khất nê rô thê đa năng,
tệ tri phụ diệt hành lộ đúc khát đưa đô thất gà mê ni bát ti bát đa dạ nha năng. Ở trong cái phần này chúng ta sẽ hỏi tại sao ngài Bố Thất Khu Xá ngài chỉ tuệ mà nói theo bốn thì có nhiều, sao ngài chỉ lấy có? Hai phần và phần đầu gọi là tuệ biết tứ đế. Thì thưa quý vị, là vì rằng tuệ ở trong tuệ quán là cái pháp môn tu tập, tu tập về tuệ ở trong tác phẩm Thanh Tịnh Đạo. Thì khi nói đến tu tập về tuệ thì trong đó ngài có đề cập đến tứ đế, tuệ mà quán sát tứ đế. Chính cái tuệ đó nó sẽ đưa đến kết quả là lợi giải thoát, hay là thắng tri được tứ đế thì xem như là chứng được đạo quả. Cho nên đặc biệt ở đây ngài nêu ra bốn thứ tuệ, là tuệ biết khổ, tuệ biết nhân sinh khổ, tuệ biết sự diệt khổ, và tuệ biết đạo lộ đưa đến sự diệt khổ. Trí tuệ tiến hành biết về khổ đế hay là biết về chân lý sự khổ, thì đó gọi là tuệ tri khổ. Còn trí tuệ tiến hành biết về tập đế hay là chân lý nhân sinh khổ, thì đó là tuệ tri khổ tập. Trí tiến hành biết về sự diệt, biết về diệt đế hay là chân lý sự đoạn diệt khổ, đây gọi là tuệ tri khổ diệt. Trí tuệ tiến hành biết về đạo đế hay chân lý, về đạo lộ diệt khổ, đây gọi là tuệ tri khổ diệt hành lộ. Như vậy gọi là bốn thứ tuệ nhóm một, chỉ cho trí tứ đế. Còn bốn thứ tuệ khác nữa, tức là nhóm thứ hai đó, thì ở đây ngài Bố Thất Khu Xá này đơn cử là bốn tuệ đạt thông và thí sanh phi đa, hay thông thường gọi là tuệ phân tích. Hòa thượng định sử ngài dịch là đạt thông, nghĩa đạt thông, attha patisamphida,
pháp đặc thông thamma patisampada, ngữ đặc thông niruti patisampada, biện đặc thông patipanna patisampada. Bốn tùy đặc thông này được trình bày ở đây, ở trong Thanh Tịnh Đạo, cũng là một điểm đặc biệt mà thiếu không thể được. Bởi vì khi mà chứng được đạo quả, một vị đó chứng đạo quả cùng với bốn tuệ đạt thông, thì như vậy một vị thánh có đủ khả năng để mà hoàn truyền Phật pháp không có bị trở ngại. Chúng ta đừng nghĩ rằng tất cả các vị A-la-hán trong thời Đức Phật đều có bốn tuệ phân tích hết. Khó lý thú gì, bởi vì khi mà muốn đạt đến tuệ phân tích đó, là vị này phải có thần cận y, phải có một thói quen suy nghĩ về pháp, học thuộc lòng pháp, hay là dùng thuật ngữ pháp nó quen đi, cho nên mới có được cái tuệ phân tích. Ở nghĩa đạt thông là gì? Là trí hiểu biết về nhân. Ngài Ngũ Thân Khổ Sát ở trong Thanh Tịnh Đạo, Ngài có định nghĩa, nó có nhiều nghĩa đạt thông đó. Cái nghĩa thứ nhất là biết về quả sanh từ nguyên nhân, hoặc là trí hiểu quả của nghiệp, hoặc là trí hiểu pháp duy tác, là pháp tâm tố, hoặc là hiểu niết bàn, đặc biệt là hiểu ý nghĩa Phật hôn. Hiểu ý nghĩa Phật hôn như vậy thì được gọi là nghĩa đạo thông. Chúng tôi sẽ nói sao. Còn pháp đạt thông là trí hiểu nhân sanh ra quả. Cái chữ thâm minh và chữ thâm á và chữ thả ở đây đó, chữ thâm minh du tức là tri nhân, a thanh du là tri quả. Cho nên là Bồ Tát Phổ Sáng Ngài có định nghĩa gì? Thì pháp đạt thông đây là trí hiểu nhân sanh ra quả, hoặc là trí hiểu rõ pháp thiện, hoặc là trí hiểu rõ pháp bất thiện, hoặc là trí hiểu rõ thánh đạo, đặc biệt là thông suốt giáo lý Phật ngôn. Thì ở trong bốn cái tuệ phân tích này đó, thì chúng ta nên hiểu rằng nói đến pháp đạt thông, ngoài cái ý nghĩa là vì ấy thông suốt giáo lý, cái gì cũng biết, từ kinh luật hay là vị diệu pháp, nói ra cái nào cũng biết, thì như vậy gọi là pháp
pháp đặc thông. Còn nghĩa đặc thông tức là hễ nhớ được pháp nào, biết được pháp nào thì hiểu cái nghĩa của cái pháp ấy một cách sâu sắc. Thì như vậy gọi là pháp nghĩa đặc thông. Thứ ba gọi là ngữ đặc thông, là trí rành rẽ ngôn ngữ, biết cú pháp và ngữ pháp. Nói như vậy là đúng, nói như vậy là sai. Tức là một vị mà họ đạt được cái ngữ đạt thông đó, thì ngôn ngữ họ nói nó chuẩn xác. Chuẩn xác về văn, về ngữ. Về văn, về tự luôn. Tức là câu nói của vị đó không có ơ mà thì là cũng ạ cũng. Rồi cái thuật ngữ mà vị đó dùng xài thì câu nào ra của đó chính xác. Như vậy ngữ đặc thông. Và thứ tư gọi là biện đặc thông, tức là trí thấu đáo các loại trí. Trí có trí tuệ thành cảnh, hay là trí hiểu cách lập luận pháp và nghĩa, hay là trí ứng đối nhanh lẹ. Nó có nhiều nghĩa lắm. Ngài Phật Thích Khổ Sa ngài trình bày có nhiều nghĩa. Bốn tuệ đặc thông này không phải thành tựu do tu tiến được một thì nào cả, mà thành tựu do liên hệ đời trước, gọi là bút bá vô ghiền á, và do đạt đến thánh quả pha la thi gâm mà nề nữa. Bốn đặc thông này tức là do trong đời quá khứ vị đã tu luyện pháp nghĩa ngữ biện, vị đã tu luyện trong quá khứ tập tới quen, hoặc là vị đã làm phước gì rồi vị đã phát nguyện sao mình có được cái tuệ phân tích. Còn liên hệ thánh quả thì ở đây đó cũng do cái thường cận ấy duyên. Hãy khi vị đã chứng được đạo quả la hán thì cùng với tuệ phân tích. Nhưng mà bốn tuệ đặc thông này thì chúng ta nhớ do liên hệ đời trước, nghĩa là một người đã tinh tấn trong thời chư Phật quá khứ, đạt được cái sự đa văn vốn sách chân, nắm vững kinh điển A Di Đà hay pháp học và để giải trí siêng nghe pháp sâu anh năng, thích học hỏi và được bậc cha thông thạo ngôn ngữ đề sắp pha xa. Ở trong thành tịnh đạo ngày Bút Thất Của Sáng ngày trình bày có nhiều cái nguyên nhân mà được lý do mà được gọi là liên hệ đời trước là như vậy. Cho nên Phật tử chúng ta muốn trong tương lai đắc được đạo quả của tuệ tích thì chúng ta hiện tại là có sự quan hỷ chú ý nghe pháp, hoặc là chúng ta học hỏi pháp, hay là chúng ta cố gắng chúng ta ưa thích học hỏi tiếng Pali. Cái ngôn ngữ Pali đó là ngôn ngữ của Đức Phật đã dùng thuyết giảng, cho nên người mà biết tiếng Pali nhiều ở trong chú giải của
Chu Lâu Quát Cá Luật Tạng thì gọi là tiểu phẩm, có giải thích vì cái người mà đạt được cái tệ, người mà giỏi về tiếng Pali đó, học Phật ngôn bằng tiếng Pali thì người đó đời sau dễ sanh ra, dễ đắc chứng đắc được đạo quả với tuệ phân tích. Ở trong Thanh Tịnh Đạo cái phần này ngài giải chi tiết, cho nên chúng tôi không muốn giản lược bỏ uổng, cho nên chúng tôi cũng vẫn trình bày cho quý vị nghe. Thì cái chỗ mà liên hệ được trước đó, gọi là đa văn, tức là lão luyện trong mỗi mỗi môn học và nghề nghiệp. Gọi là nắm vững kinh điển. Chỉ kinh điển hay pháp học ở đây tức là học thuộc lòng Phật ngôn. Dù chỉ chừng một câu dụ ngôn hay một phẩm, nói chi là cả tâm tạng. Chính vì chỗ đó chúng ta thấy chư tăng, các vị bên núi địa mà các vị học thuộc lòng tâm tạng, nhị tạng, nhất tạng, chúng ta rất là hoan hỷ. Và chúng ta nghĩ rằng là chúng ta nên biết rằng theo trong chú giải giải thích thì những vị mà thuộc lòng kinh điển như vậy đó, kinh điển Pali như vậy đó, thuộc lòng tâm tạng như vậy, đời sau đắc tuệ phân tích dễ lắm thưa quý vị. Gọi là nghe pháp đó, tức là nghe chánh pháp một cách chăm chú kính cẩn. Có những người khi họ đến chùa họ ngồi nghe pháp, họ ngồi họ duỗi chân ra ngồi, họ coi thường giáo pháp, họ ngồi giống như là họ ngồi họ nghe tin tức hay nghe nhạc gì đó, cho nên họ không có quan tâm những đó. Đời sau sinh ra vì có quả nghiệp do kinh thường giáo pháp của họ tối dốt. Còn những người Phật tử chúng ta hiểu được đó, thì chúng ta biết người mà nghe pháp một cái chăm chú kính cẩn thì người đó do cái thiện duyên này mà đời tương lai đắc được tự phân tích, gọi là học hỏi, tức là thảo luận nghiên cứu văn nghĩa trong kinh điển Pali và chú giải, gọi là thông thạo ngôn ngữ, tức là biết rành mạch những cái thường ngữ. Cái thường ngữ ở đây tức là những cái ngôn ngữ ở địa phương, gọi là thường ngữ. Và thuật ngữ, thuật ngữ ở đây là những cái cụm từ hay là những cái thuật ngữ đặc biệt. Thuật ngữ Phật học hay là những cái thuật ngữ ở trong ngôn ngữ thế giới. Đặc biệt là biết về ngôn ngữ Marathi, ngôn ngữ Pali. Cái danh từ được gọi là thạo ngôn ngữ thì đây được ngài Bố Thầy Phật Sáng ngài giải thích như thế. Cho nên người nào mà muốn trong tương lai mà đắc được tuệ phân tích thì chúng ta làm sao để cho chúng ta đa văn, nghe học nhiều, hiểu rộng. Chúng ta nghe pháp là học hỏi pháp, và làm sao thạo được ngôn ngữ thì như vậy đời sau đắc tuệ phân tích nó dễ.
Nhờ trong đời trước trí thuần thục theo năm khía cạnh ấy mà nay dễ đắc tứ tuệ đạt thông. Còn ý nghĩa của câu nói về do đạt đến thánh quả, bốn tuệ đạt thông phát sinh cho một người ngay sau khi đắc đạo quả. Bốn tuệ đạt thông có thể thành tựu cho cả bậc thánh hữu học Sika và thánh phụ Asika. Vào thời Đức Phật có những cái vị hữu học như là gia chủ chức tán hay là tín nữ, Kuchotara, mấy vị đó đắc tu được quờ từ đại hạng đều là có tuệ phân tích hết, đắc tuệ phân tích hết. Bậc vô học là bậc A-la-hán, cơ tuệ đạt thông là phát sanh tiếp theo tâm tứ quả. Còn bậc hữu học là bậc tu được quần tứ đa hàm mã na hàm, tuệ đạt thông phát sanh tiếp theo sự chứng quả, chứng sơ quả, nhị quả, tam quả. Tuệ đạt thông của bậc hữu học như là hai vị thượng thủ tinh văn và các vị đại tinh văn. Còn tuệ đạt thông của bậc hữu học như trưởng lão Ananda, gia chủ Chích Tá, gia chủ Upali, cận sự nam Thamika, cận sự nữ của Chotara. Tứ tuệ đạt thông được thành tựu đối với bậc thánh do đắc thánh quả, cũng như thập lực tuệ thành tựu cho Đức Như Lai vừa khi chứng vô thượng chánh đẳng giác vậy. Ngài Bút Thân Vô Sáng người trình bày phân loại tuệ theo bốn chi thì nó gồm có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là tuệ biết, tuệ thấu đáo hay tuệ giác ngộ tứ đế. Thưa quý vị, sau khi đã trình bày về cái sự phân tích phân loại tuệ thì tiếp theo là ở trong thanh tịnh đạo nói đến mảnh đất cho tuệ, nhưng mà chúng tôi dẫn lược lại thì chúng tôi không xài chữ mảnh đất cho tuệ. Bà nhà phù mỹ là nền tảng cho sanh tuệ. Hành giả phải học hỏi cho thông suốt các pháp như lực quẩn, canh thác, sức ajatana, giới tha tú, quyền indriya, đế sacca, y thường sinh và tích chá samapada trước khi tu tiến tuệ. Và các pháp ấy như là mảnh đất tự do trồng hạt giống tuệ. Như vậy sự thông hiểu năm quẩn, 12 sức, 18 giới, 12 y tinh sinh là nền tảng cho việc tu kiến tuệ.
Thì ngài Bồ Tát Cô Sát trước khi dạy về cách tu tiến, tiến hành tuệ minh sát, thì ngài có nói đến là làm sao những cái pháp là mảnh đất cho tuệ hay nền tảng cho tuệ suy xét đó, thì mình phải học như là mình nói năm quẩn, 12 xứ, 18 giới, 22 quyền, 4 đế, 12 y tương sinh. Lời mình phải học cái đó. Bắt đầu rồi chúng ta sẽ học nó có liên quan đến ví dụ pháp, giải về năm quẩn, phần chắc hành thá, đi đi sô. Bây giờ quẩn xứ giới đế để chúng ta học sau. Mỗi một ngày chúng ta sẽ học một bài. Hoặc là có thể học nhiều ngày, nhưng mà tính cho nó gọn, mình đừng có học dở dang hoặc là mông lung. Hôm nay học chút, mai học chút về quấn thì chúng ta không có nắm bắt được. Do đó cho nên chúng tôi để trọn thứ bảy tuần sau sẽ học về năm quẩn. Khi mà chúng ta đã thông suốt, thí dụ như thông suốt về năm quẩn, hôm nay chúng ta học đến đây được rồi. Bởi vì nếu học nữa thì chúng ta sẽ học dở dàng, tuần sau khó nhớ lắm. Nhưng phần nữa thì chúng tôi cũng vừa đủ thôi, chứ không có học nhiều quá chúng tôi cũng hơi mệt. Bởi vì chúng ta nghỉ ngơi chút xíu tôi còn nhẫn nhục cho cái lớp Phật Pháp của Thích Thầm Má. Bây giờ xin thỉnh Thượng Tổ Minh Hạnh Quan Hỷ chúc phước phước báo cho rừng. Vật sắp mang lăng ra khăn tu sắp bê đê vật sắp bồ đà nơ pha vê nơ sa đa sa thi phong văn tu tê vật sắp mang lăng ra khăn tu sắp bê đê vật sắp bàn hàm ma nơ pha vê nơ sa đa sa thi phong văn tu tê vật sắp mang lăng ra khăn tu sắp bê đê vật sắp bàn sang kha nơ pha vê nơ sa đa sa thi phong văn tu tê. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thường Tọa Tỳ Siêu, Thường Tọa Minh Hạnh,
đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp, và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp, cùng cảm dân hồi hướng. Ya re wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu vu chi ta so thiên ca đoàn tề tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca Gama cha de sa ni gama cha it sa ra Sapana puta sukita pawan tu te Cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa Sam se da cha ta tha vo pa pa ti ka Ni ya ni kang tham ma wa rang ba tit cha te Sappe pi duk khat sa ka ron tu sang kha yang Tha tu chi răng xá tăng thẩm mô Thẩm ma tha ra cha bốt ga la Sẵn khô hô tu sa mắc ngô qua A tha ya cha hi ta ya cha Thẩm hê ra khăn tu sắc thẩm mô Sắp bê bi thẩm ma cha ri nô Vút thêm xâm pa phu ni ya ma Thẩm ma ri ya pa quê đi tê Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cấm dân xin xuống mic.